Kính thưa quý vị và các bạn, chào mừng sự kiện ngày tây ninh tại Hà Nội năm 2023. Sân World Bà Đen Mountain đã vừa cho ra mắt nhiều chương trình ưu đại giảm giá vé cắp treo dành cho du khách là người tây ninh, và người Hà Nội khi đến tham quan, chiêm bái tại khu du lịch quốc gia núi Bà Đen. Chương trình ưu đãi được diễn ra từ ngày 2 đến hết ngày 31 tháng 10 năm 2023. Theo đó, du khách chỉ cần mang theo giấy tờ tùy thân xác nhận địa chỉ thường trú tại Tây Ninh hoặc tại Hà Nội sẽ được nhận ngay ưu đại giảm giá vé cấp treo, chỉ còn 200.000 đồng một vé người lớn và 150.000 đồng một vé trẻ em. Áp dụng đối với combo hai tuyến cáp lên chùa Bà và lên đỉnh núi. So với giá hiện hành, mức giá ưu đại này đã được giảm đến trên 60%. Cũng trong khoảng thời gian này, các tăng ni có chứng nhận tăng ni của Giáo hội Phật giáo Việt Nam hoặc chứng điệp thọ giới cũng sẽ được miễn phí hoàn toàn vé combo cáp treo lên đỉnh và lên chùa bà.